Xin chào các bạn, đây là chiếc Ford Everest 7 chỗ nhập khẩu Thái Lan Cái màu này là màu vàng chanh, một trong những màu rất là độc đáo màu mới mà khách hàng có thể lựa chọn phù hợp sơn với mệnh của mình Vì chiếc Ford Everest thì chỉ có màu ghi vàng hoặc là màu trắng, màu đen, màu xám, màu bạc, màu đỏ đun màu <laughs> Chứ không có màu vàng chanh này Các bạn xem màu này, màu này rất là độc đáo và đẹp Các bạn có thể xem màu này, màu này là màu nổi bật nhất thị trường Rất là phù hợp với lại mệnh của khách hàng thôi này tôi cũng chụp được cái màu này cũng rất là mong muốn là gửi đến các bạn là xem các bạn có thể cho tôi một chút đánh giá bình phẩm về cái màu này xem nào ạ các bạn quan tâm đến chiếc For Everest mới thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi hiện tại For Everest bản thấp thì giảm đến 100 triệu đồng còn cái bản uh, cao cấp thì cũng giảm từ 20, 40, đến 60 triệu For Everest đang lấy lại thị phần nên giảm giá rất là sâu um, Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh Vua Xe của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Nếu các bạn cảm thấy kênh của chúng tôi hay và ý nghĩa, các bạn có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới và những cái video hot nhất mà Vua Xe có thể gửi đến quý vị và các bạn. Vâng, các bạn nhớ ấn đăng ký kênh. Các bạn quan tâm đến xe mới, lái thử xe để cảm nhận để trực tiếp về xe, có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ các bạn. Vâng, một lần nữa và uh, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh vua xe các bạn nhớ ấn đăng ký và ấn chuông để theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ừ. xin chào các bạn